Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vi Phạm Cuộc Sống Mỹ Đam Mê Làm Vườn. Hôm nay mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng với mình đi thu hoạch rau mồng tơi đầu mùa. Rau mồng tơi này mình trồng nay cũng khoảng gần 4 tuần lễ rồi, thì cũng tới lứa để mà mình thu hoạch hết nguyên một đám này luôn. Bây giờ trước khi thu hoạch mình sẽ quay sơ cho cô chú anh chị và các bạn xem cái cây rau mồng tơi hiện tại sau 4 tuần ha. Và cái đám rau mùng tơi xanh cũng như là đỏ tím này của mình á, là đã được 4 tuần kể từ khi mà mình bứng ra mình trồng á. Nhìn cái đọt nó mập ú ù, nhìn đã chưa nè. Bữa nay mình thấy nó bỏ ngồi cũng dài bụi rồi, nên mình nói thôi thu hoạch đi, chứ để mà nó đọt nào nó cũng bỏ ngồi hết á, thì cái thân á, mình ăn nó không còn được non ngon nữa. Wow, rau nhìn đã quá cô chú anh chị bạn ơi, non mà tươi trong mà. Đó, thì mình thấy phía dưới nó bữa nay nó có nhiều đọt mới rồi nè. Thì mình thu hoạch đầu tiên á, thì là mình sẽ chừa lại hai cái đọt cuối cùng ha. Để sau khi mình thu hoạch phía trên á, thì hai cái đọt nó sẽ lên thành hai cây mới. Rồi hai cây mới đó, nó sẽ lên nữa, rồi mình lại cứ cắt mình chừa hai đọt cuối cùng nữa. Thì như vậy nó sẽ tỉa ra nhiều nhánh cho mình. Wow, nhìn đẹp chưa nè, mà thơm nữa. Cái lá của cây mùng tơi này á, không có bị dày, nó khác hẳn với lại cái lá rau mùng tơi mình mua ở ngoài chợ. Mình không biết là do cái giống hay là người ta trồng người ta bỏ phân nhiều quá nên cái lá mình mua ngoài chợ về nó dày lắm, mà đôi lúc mình nấu lên ăn bị chua, cũng như là nó biến thành màu vàng sau khi mà nó sôi cái nước lên đó. Thì ở nhà mình trồng thì khi mình nấu mình để cho nó sôi cái lá mùng tơi lên á, thì mình thấy nó vẫn là một màu xanh. Nhưng mà khi mình mua ngoài chợ về á, lâu lâu á, mình thấy nó có màu xanh, còn thường là mình thấy nó biến thành màu vàng. Nhưng mà ăn thì nó hơi bị chua chua. Nhưng mà rau nhà thì không có bị giống vậy nha cô chú anh chị các bạn. Wow, khi mình hái rau mùng tơi nè, cái mùi của rau mùng tơi nó bốc lên thơm quá à. Mình ghiền cái mùi này, cũng như là cái mùi rau dền cũng vậy. Nó cũng có cái mùi thơm của đất vậy đó. Không biết cô chú anh chị và các bạn có thích giống như mình hay không. Cái cảm giác hái rau đã lắm cô chú anh chị các bạn ơi, mà nhất là rau mà mình tự tay gieo rồi mình chăm sóc rồi bây giờ có để mà thu hoạch á, vừa mê mà vừa thích lắm luôn á. Thì trời, cái lá này nó to nè, to nguyên cái bàn tay của mình bỏ vô, còn bự hơn lá trầu bà nữa. Đây, mới cắt được một phỉnh mà được vô đây rồi nè. Rau mùng tơi này đầu mùa, cũng như là mình mới cắt có lần đầu tiên á, thì mỗi một thân cây nó mới lên được có một cây à. Nó chưa có được tỉa ra nhiều nhánh, thì mình thu hoạch từ lần thứ hai trở đi á, thì nó sẽ cho mình nhiều nhánh hơn. Và có thể nói cách đây là khoảng 6 tháng rồi mình mới thu hoạch lại đó. Thì từ hôm tháng 11 á, là cái đám mùng tơi cũ của mình á, là mình thu hoạch lần cuối cùng ha. Tới bây giờ là tháng 5 thì là bắt đầu mình thu hoạch lần đầu tiên. Thì hạt giống ra mùng tơi này, theo như mình nhớ là mình rải ra cái hộp này sau khi mình thu hoạch hết rau mùa đông á, là mình rải xuống dưới đây trực tiếp luôn. Năm nay mình không có ươm ra từng chậu. Thì mình rải xuống đây là mình nhớ là khoảng cuối tháng 2 tới cuối tháng 3 là nó đã lên được hai lá. Sau đó mình bứng rồi mình trồng luôn. Thì tới bây giờ thì cũng khoảng chừng 4 tuần lễ nay á, thì nó đã lên cỡ tầm này rồi. Thì sau khi mình bứng mình ra mình trồng thì một tuần sau là mình tưới phân cá. Thì mình tưới phân cá mãi cho tới bây giờ là 3 tuần rồi. Thì mình muốn thu hoạch thì mình ngưng, mình không tưới phân nữa. Thì thường những cái loại rau mình thu hoạch đó là mình phải ngưng tưới phân trước 2 hoặc là 3 tuần để mình hái rau mình ăn cho nó chắc ăn. Phân nó không còn nằm trong cái lá nhiều thì mình ăn nó không có nguy hiểm cho mình. Thì mình nhớ có một bạn cũng yêu cầu mình là chia sẻ cách gieo trồng hạt rau mùng tơi. Nhưng mà mùa này chắc mình sorry mình chưa làm được cái video đó. Bởi vì năm nay nhà kính của mình nó còn bề bộn á. Mình chưa có làm đất kịp và cũng không có chỗ. Nên mình sẵn mình thấy cái khúc đất này mình vừa thu hoạch xong rau cải ngọt á. Rồi mình gieo thẳng xuống trực tiếp xuống đây luôn. Để cho kịp mùa chứ không thôi là không kịp. Nên mình đành hẹn mùa tới ha. Mùa tới mình sẽ chia sẻ kỹ hơn.
Rồi mình mới vừa thu hoạch xong cái phỉnh rau màu xanh, bây giờ còn gốc với lại hai cái nhánh cuối cùng thôi, thì được nhiêu đây rồi nè, mới được có một phỉnh rau màu xanh thôi đó, mà được gần đầy dung hết một mâm luôn. Một chút mình thu hoạch bên kia nữa, chắc mình phải ém nó xuống mới có chỗ chứa. Đây là cái phỉnh rau màu đỏ tím, thì có người gọi màu tím, có người kêu là màu đỏ, nhưng mình thấy giữa màu đỏ và màu tím nên mình gọi là đỏ tím luôn. Thật ra hai cái loại rau mùng tơi này không có khác nhau đâu cô chú anh chị các bạn, chỉ có khác nhau là cái thân thôi. Để mình cho cô chú anh chị bạn xem ha. Màu lá thì cũng xanh giống nhau, chỉ có hai thân á, thân là một bên đỏ tím, một thân một bên là xanh cùng màu lá luôn. Khi mình nấu lên á thì vẫn ngon, mùi vị cũng y chang, nhưng mà điều cái thân đỏ tím á, thì khi mình nấu lên á, cái nước nó giống như nước của củ dền hoặc là rau dền vậy đó, nó hơi đỏ đỏ. Còn cái rau mùng tơi xanh thì mình nấu lên cái nước nó cũng như là canh rau bình thường thôi. Nhưng mà mình nghe người ta nói á, là cái rau mùng tơi đỏ tím này nè, ăn nó nên thuốc hơn là rau mùng tơi xanh. Thì thật sự mình không biết có đúng vậy không, nhưng mà mình thấy ăn hai loại rau nó có mùi vị cũng giống nhau thôi, đều nó có màu đẹp hơn một chút. Để mình cho cô chú và bạn xem cây mùng tơi này ha. Thấy có hai lá hai bên thôi phải không? Thì cái loại rau mùng tơi này khi cô chú anh chị các bạn gieo hạt á, mà để ý nếu mà nó lên một cái cây mà có hai lá hai bên như vậy á, mà chính giữa của nó không có lên một cái nhị hay một cái đọt nữa đó, thì cái cây rau mùng tơi đó nó sẽ không bao giờ lớn đâu cô chú anh chị bạn, nhổ bỏ đi. Bởi vì sao? Nó cứ vậy hoài thôi và nó già đi thôi, chứ nó không có được cái đọt để mà lớn lên để cho mình thu hoạch. Còn những cái cây mà bình thường á, thì khi mà nó lên được hai lá, sau đó chính giữa sẽ có cái nhị. Cái nhị là cái đọt á, cái đọt mới nó sẽ lên tiếp tục nữa. Còn cái loại đó là không có lên được nữa. Nên khi cô chú anh chị các bạn gieo hạt rau mùng tơi á, mà thấy có hai lá mà nó cứ nằm vậy hoài á, mình nhổ đi, đừng để nó choáng đất, rồi nó cũng không lớn nữa, cũng không thu hoạch, cũng không ăn được. Thì đó là khi mình gieo mình trồng á, mình để ý bao nhiêu mùa rồi, nên sau này mình mới biết là nó thuộc loại giống như là hạt dại vậy đó. Hạt cũng là rau mùng tơi, nhưng mà nó là giống như mùng tơi đực. Cây đu đủ cũng có cây đu đủ đực và cái, đúng không? Thì rau mùng tơi cũng vậy, mà cây gì cũng vậy hết, nó cũng có đực có cái. Thì cây đó là giống như là thuộc loại cây đực á, nó không có lên cây cao cho mình thu hoạch. Thì thật sự làm vườn á, có nhiều điều vui lắm cô chú anh chị và các bạn. Vui á hả, là mình có để mình thu hoạch nè, rồi cũng có những cái buồn nữa là nhiều khi mình gieo trồng bị con này con kia cắn ngang đứt ngang, mình cũng thấy buồn nữa. Rồi nói chung là trồng rau thì có những cái mình cũng đang học hỏi, còn có những cái thì mình cũng rút được nhiều kinh nghiệm. Thật ra trồng rau á, nó cũng có vui buồn lẫn lộn, nói chung là thích lắm cô chú anh chị các bạn ơi. Wow, đầy quá trời đầy luôn rồi. Cắt hết cái đám rau mùng tơi này đầy ắp nguyên cái mâm luôn rồi. Và đây là hình ảnh của gốc rau mùng tơi mới vừa thu hoạch xong. Bên đây là màu đỏ, còn bên kia là màu xanh. Được một mâm đầy ắp luôn nè. Và đây chỉ mới là một cây có một đọt thôi đó. Thì sau khi mình thu hoạch cái đọt ở trên á, thì mấy cái lá cuối cùng ở dưới này mình hái mình bỏ đi. Mình để cũng được, nhưng mà mình để mất công nó mất sức, thì mình hái mình bỏ để cho cái nách nó ra nhánh mới ha. Và do mình thu hoạch đợt đầu nên mình cắt nó hơi sát nha, mai mốt đợt thứ hai cái nó mình phải chừa nó cao hơn nữa. Và đất trộn hôm nay mình sử dụng Potter Mix của Costco, Garden Soil của Home Depot, với lại Garden Soil mình mua theo da cộng với là hạt Perlite. Và mình trộn đều nó với nhau rồi mình phủ dưới gốc của rau mùng tơi. Thì sau khi mình thu hoạch rau mùng tơi cũng như rau muống cũng vậy á, thì mình phải phủ thêm một lớp đất. Bởi vì khi mà cái mớ rau mình mới vừa cắt xong á, nó đã ăn cái mớ đất ở trên đó rồi, nên cái đất của nó bị sụp xuống, rồi nó làm cho cái cây rau sau này á, mọc lên nó sẽ bị dễ ngã nghiêng lắm. Nên khi mình thu hoạch xong là mình phải phủ thêm lớp đất nhẹ cho nó dày lên, để mà vừa có đất để cho cây nó ăn,
rồi vừa có đất để mà giữ lại cái chân rau không có bị ngã nghiêng ha. Mà cái đợt sau này mình thu hoạch nó sẽ lên nhiều nhánh hơn nữa, nên cái cây rau nó sẽ bị nặng lắm. Do đó mỗi một lần mình thu hoạch là mình phải bỏ thêm đất, cũng như sau khi mình thu hoạch xong thì mình sẽ tưới thêm phân cá. Thì đắp đất xong rồi thì trong cái đất này nó cũng có phân của cái potting mix á, thì mình phải chờ 1-2 ngày sau đi rồi mình hãy tưới thêm phân cá lên. Thì cái cách mình trồng rau mùng tơi, mình bón thêm đất, bỏ thêm phân á, là cứ sau khi mình thu hoạch xong mình bỏ đất thêm như vậy, rồi mình tưới thêm một lần phân cá nữa, là mình chờ 2-3 tuần sau là mình có thu hoạch lại như cũ đó cô chú anh chị các bạn. Và giống như lúc nãy mình cũng có nói qua rồi, sau khi mình tưới phân cá đó là mình phải chờ từ 2 tuần trở đi thì mình mới thu hoạch nha, chứ không thôi cái phân nó còn ngấm trong cái lá thì mình ăn hoài, ăn lâu ngày thì nó không tốt cho sức khỏe mình. Tuy là phân cá cũng là phân hữu cơ nhưng mà theo mình thì mình nghĩ như vậy đó, thì mình thường thì là mình chờ đến 2 tuần sau mình mới thu hoạch rau. Mình mới vừa bỏ thêm đất đó, nên đất nó còn nằm ở trên cái lá cũng như kẽ cây á, thì mình tưới nước để cho đất nó nằm xuống dưới rồi nó dằn lại cái rễ cây ha. Thì mỗi ngày mình tưới một lần thôi. Nếu mà có mưa thì 2 ngày mình tưới lại cũng được, tại vì mỗi một lần có mưa thì mưa nó sẽ nhiều hơn là mình tưới, nên nếu có mưa thì không cần phải tưới mỗi ngày. Rồi đây là hình ảnh của gốc rau mùng tơi mới đầu mùa thu hoạch lần đầu tiên. Nên cái gốc nó mình cắt nó hơi sát nè, tại vì mình không muốn cắt cao. Nếu mình cắt cao thì sau này đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 5 trở đi á, mình càng phải cắt cao hơn nữa. Mình chỉ cắt chừa lại hai cái nách cuối cùng gần cái gốc nhất luôn đó, thì sau này hai cái nhánh, hai cái nách đó nó sẽ lên được hai nhánh mới cho mình. Rồi cứ mỗi như vậy rồi mình cứ cắt mình chừa. Nên chính vì vậy đợt đầu tiên á, là mình không cần phải cắt cao, mình cắt thấp xuống vậy đó. Mà khi mình cắt là tại vì cái đọt nó cũng non á, mình cũng muốn ăn được cái thân cây nó bùi bùi, do đó là mình cắt sát xuống luôn. Và đây là kết quả nãy giờ mình với lại cô chú anh chị và các bạn cùng thu hoạch xong một mâm rau mùng tơi luôn, gồm có mùng tơi tím ha, tím đỏ với lại mùng tơi xanh. Thơm ơi là thơm luôn, nguyên một mâm quá xá đã luôn nè cô chú anh chị các bạn, nặng lắm nha, mình bưng rất là nặng luôn. Rồi mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết cuốn video của mình ngày hôm nay, cũng như đã cùng với mình đi ra vườn để mà thu hoạch rau mùng tơi ở sau nhà với lại chăm sóc rau mùng tơi sau khi mà mình thu hoạch. Thì vài bữa nữa mình sẽ tưới thêm phân cá. Rồi mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn một lần nữa. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Bye bye.